rau rừng, rau côn thần này. Toàn rau côn thần nữa này. Xả đâu ấy à? Ừ, cậu lấy đi để các em này, các em dưới này nó lại chỉ bắt được để ăn thôi, không bán. Đây xả đây này. Rửa rửa sạch. Cua này rang. Rang đi, nó xào kia cho nó ăn thơm hơn. À thế, à đưa để cháu nhặt mấy con to to cho lướng. À đây, bốc luôn vào đây, nhặt luôn cho cháu ít vào đây cháu xuống. Còn được chục con mấy mấy. Chục con hết bố. 2, 4, 5. Hết con to hay gì? Con to. Thế là hết con to khủng rồi. Thế được rồi. Nào về. Có cái gì có cứ rồi ăn.